Nhìn nhận lại là cảm xúc, bởi vì ba đội rất nghệ thuật, rất nghệ thuật, rất cảm xúc. Tôi nghĩ là tôi đồng bào để cùng chia sẻ các bạn thầy ở Sài Gòn thôi, nhưng nghe bài hát này rất tình cảm với người con, những người dân ở Bà Rịa. Và chúng ta trở lại từ đầu một đoạn xeo lơ, và đây là một đoạn xeo lơ nha, chưa có hết đoạn xeo lơ. Dạ, em lúc này có nhìn nhận là chọn đầu thôi, sổ là dơ bản điểm cao nhất 20 và thấp nhất là 15. Âm nhạc chuẩn bị. Giám khảo có việc xem lại một đoạn sơ thêm, lúc này không phải là nghệ thuật nữa mà cảm xúc. 2, 1, bắt đầu. Tăng lên cảm xúc.
Liêu rất nhẹ nhàng. Quá đã, mọi xuống hả, có đứng nhìn cho em cao cho tiền phải không? Tôi rất cảm nhận được rất mạnh mẽ của cái Bạc Liêu của chi đội hai. Chú vô cùng cái đô la giống như gặt lúa. Tôi cảm nhận được cảm nhận của các bạn với chi đội hai, rất kỹ thuật. Chi đội ba quá ấn tượng, quá mạnh mẽ, màu sắc quá ấn tượng, màu sắc rất dễ thương, bộ đồ cũng có thể quyết định. Nào, rất dễ thương. Chi đội hai chơi chói vàng đen rồi, đây là bông hoa ha. Vỗ tay. Giám khảo chuẩn bị cho điểm chi đội 1 giơ bảng điểm nhé. Không hủy. Cái hay của mình giám khảo là không hủy. Năm mình thì thành viên hoạt động bình tĩnh bắt đầu lên. Chi đội 1 18 19 19 điểm 5 19 điểm 5 và 20. Bạn hỏi nếu thầy là chấm chi đội 1 bao nhiêu? 20. Có lý chưa? Nhưng mà điểm của thầy không có lấy. Đội 2 trên sân khấu chuẩn bị chuyển đàn 6 câu quá đã không? Ở nhạc cái bài đó đó đúng không? Chuẩn bị chi đội 2 trên sân khấu bắt đầu. 19 điểm 5 và 20. Chi đội 2 hỏi thầy chấm là mấy điểm? Hả? Chấm luôn 21. Chừng 1 điểm. Có nhiều chuyện. Điểm của ta có 20 bà. Chi đội 3 có phong cách tiến người chẳng áo bông. Đây là một chiêu rất ấn tượng. Bạn kia dụ bằng đội hình. Bạn chọn bộ đồ ba nó rất đẹp. Tại các bạn rất trẻ trẻ chung. Bộ đồ ba này cũng rất đẹp. Tại các bạn lên là lớn tuổi lắm. Cảm nhận nổi. Chứ tôi có cho điểm đâu. Cho điểm của các bạn chi đội 3. 1, 2, 3. Wow. 17, 18, 18, 19 và 19. Cảm ơn các em trở vị trí. Cảm ơn những tài năng của mình chấp đội. Anh